Chào mọi người, buổi tối thứ hai rất là vui gặp các bạn livestream buổi tối thứ hai. Một tuần mới rất là tuyệt vời và rõ ràng là các bạn mới vừa xem đá banh World Cup xong đúng không? Và mình cũng livestream cho các bạn chút xíu rồi mình cũng xem đá banh. Và tối hôm nay mình sẽ nói với các bạn cái chủ đề về cái cửa sổ cơ hội và làm sao để chúng ta phát triển cái cơ sở cơ hội này. Và bây giờ tới cái phần là chúng ta chào nhau, chúng ta kết nối với nhau, chúng ta làm quen với nhau, chúng ta tương tác nhau. Chào tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Hôm nay mình nói nhanh thôi, rồi còn xem đá banh nữa mà, World Cup nữa mà, đúng không các bạn ơi? Không khí World Cup đang rất là nóng. Hôm qua mình có xem cái trận Đức với Mexico, các bạn thấy đá hay vô cùng đúng không? Rất là hay. Chào chúng ta cùng nhau, chào nhau, chào bạn Phượng ở Tây Ninh, chào bạn Tiến Phạm, và chào bạn Hồ Quý Tri. Vâng, bạn ở bên Anh Quốc, bạn có xem đá banh không ạ? Chào bạn Luyện, chào bạn Chiêu Lữ. Vâng, chúng ta đi nhanh lên các bạn ơi, cùng nhau chào. Bạn nào đang xem thì chào nhau. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn bấm số 1. Hôm nay mình nói rất là nhanh rồi để còn xem đá banh nữa. Nói rất là nhanh thôi. Và hôm nay nói về cái chủ đề về cơ hội. Nhanh lên các bạn ơi, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau tương tác. Mình nói đâu khoảng 15 phút thôi, không nói nhiều. Bạn nào mà lần đầu tiên xem livestream mình thì bấm số 1 đi các bạn. Và chia sẻ livestream về nhà các bạn nữa, để sau này xem đi xem lại để chúng ta cùng cùng nhớ. Các bạn ở khu vực nào thì các bạn cũng comment xuống, các bạn ở khu vực đó để chúng ta cùng nhau tương tác, chúng ta biết nhau luôn. Cái không khí World Cup nó đang gì à, nó đang chiếm chúng ta rất là nhiều đúng không? Nó chiếm thời gian của chúng ta rất là nhiều. Tối qua mình cũng phải xem cho tới khuya rồi mình mới ngủ được. Cái không khí World Cup rất là tuyệt vời và nó đang có những cái trận đấu các bạn thấy mà rất là để đời, không lo kiếm tiền. Lo kiếm tiền không có giờ xem đá banh. Vâng. Cảm ơn bạn Kích Tri. Vẫn cứ lo xem đá banh chút xíu, giải trí rồi thì chúng ta mới có cái đầu óc thoải mái để chúng ta kiếm tiền bạn ơi. Em đang đăng ký học mà mãi chưa có thời gian. Vâng, thời gian là của mình. Nói cái từ không có thời gian là có lẽ là nó không phù hợp. Ai cũng có thời gian như nhau. Bạn đang có thời gian và cái cách chúng ta sắp xếp thời gian đó mới là cái quan trọng. Và khi bạn không thể sắp xếp được, nghĩa là bạn đang bị vướng cái thời gian và bạn không có cái khả năng đó. Buồn quá, tại sao bạn Vũ Quang Thế lại buồn nhỉ? Bạn Thủy ở Vũng Tàu rất là tuyệt vời. Bạn Chí Vinh, vâng, chào bạn Lương Minh Quang. Chúng ta chào nhau đi các bạn ơi. Kết quả tương tác nhau và bây giờ mình giới thiệu về mình. Sau khi mình giới thiệu xong thì mình sẽ nói về cái chủ đề hôm nay rất là nhanh, khoảng 15 phút. Mình tên là Nguyễn Thái Duy và hiện mình là người sáng lập cái vườn ươm doanh nhân B-Training, nơi chia sẻ các bạn những khóa học chuyên về làm chủ doanh nghiệp. Đến với mình là các bạn sẽ trải nghiệm được những cái phương thức làm doanh nghiệp nó rất là tuyệt vời. Cái tên vườn ươm doanh nhân đây, mình thành lập nó năm 2009, cho tới bây giờ thì nó cũng đã được 9 năm rồi. Và cái khóa học nổi tiếng của mình là làm chủ doanh nghiệp, cái cách ra khởi nghiệp từ tay trắng. Vâng, và đây là cái địa chỉ của trung tâm của mình. Và mình cũng là tác giả của ba cái quyển sách này: quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu, cái quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, chia sẻ cho bạn 101 bài học trong kinh doanh và cuộc sống. Quyển thứ ba là Bị Dân Đầu Quay. Cái quyển này thì quyển bằng tiếng Anh, chúng ta bán ở trên trang Amazon. Mình cũng có cái quyển thứ tư sắp ra, khoảng một tháng nữa là mình ra cái quyển thứ tư, cái cách bán hàng online ngay. Và quyển thứ năm thì cuối năm nay ra, là luôn có cái cách để chúng ta làm. Mục tiêu của mình là đến năm 2020 mình ra được 10 cái quyển sách chuyên về kinh doanh, phục vụ cho những người làm kinh doanh. Sách kinh doanh của Việt Nam chúng ta hiện tại thì rất là thiếu. Thiếu gì ạ? Phần lớn là các bạn ra ngoài thì chủ yếu là sách của tác giả nước nước ngoài thôi, rồi chúng ta dịch ra tiếng Việt, họ nói bối cảnh của nước họ. Tác giả Việt Nam chúng ta viết về sách kinh doanh đời thực thì nó
nó thiếu vô cùng. Đó là lý do mà mình viết ra để mình phục vụ các bạn. Và mục tiêu của mình tới năm 2020 là mình ra được 10 quyển. Và rất là vui khi chia sẻ cái điều này đến cho các bạn. Và các bạn nào ở khắp mọi miền đất nước mà các bạn muốn sở hữu hai cái quyển sách của mình, hai quyển sách tiếng Việt đó, hai quyển sách tiếng Việt thì 210.000, và gửi đến tận nhà các bạn luôn, bán theo giá bìa thôi, không lấy thêm gì hết. Còn phí ship cho các bạn nữa, đi tỉnh á, cái phí ship á nó mắc hết, phí ship các bạn nó mắc hết 50.000 rồi, để đến nhà các bạn rồi. Thì các bạn nào mà muốn mua hai quyển sách này thì các bạn chỉ việc inbox cho mình cái số điện thoại, thì ngày mai các em nó sẽ gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Tiền sẽ thu tại nhà luôn, các bạn không cần phải chuyển trước. Và các bạn bạn nào có hai quyển sách thì các bạn được tham gia vào một cái group. Cái group này là cái group những người làm kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước, trên khắp mọi miền đất nước này. Và bạn nào đã có sách rồi mà chưa được vào group thì các bạn báo cho mình biết để mình như thế nào. Bạn Trúc Linh nói là mỗi ngày một chút thôi, hai quyển sách của thầy rất hay và ý nghĩa, mỗi cuốn một ý nghĩa riêng thầy ơi. Vâng, cảm ơn bạn Trúc Linh rất là nhiều. Mình sẽ đưa cho bạn một cái đường link và các bạn trả lời được những câu hỏi đó. Thì rõ ràng là các bạn nào có sách, các bạn trả lời được những câu hỏi đó thì các bạn sẽ được vào cái group. Cái group này mình sẽ chia sẻ kinh doanh sâu hơn cho các bạn. Là cái nhất, cái thứ hai nữa là các bạn sẽ có cơ hội kết nối cả ngàn người, toàn là những người làm kinh doanh trên toàn quốc này, kể cả ở nước ngoài ngoài nữa. Cái đó là cái cơ hội để chúng ta tương tác sâu hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy là vừa rồi các bạn đã nghe mình giới thiệu sơ về mình. Và bây giờ tới phiên các bạn giới thiệu về các bạn đi để sau khi cái live stream này xong thì mình cũng biết về các bạn. Bạn nào lần đầu tiên xem live stream này thì các bạn comment số 1 vào để mình cũng biết. Để mình biết. Bạn Lâm Vĩ Khang, sao chưa thấy bạn đi học nhỉ? Ok, bạn mới học cái lớp căn bản mà không thấy bạn đi học cao hơn. Em đã có hai quyển rồi thầy. Ok, tất cả các bạn có hai quyển thì phải trả lời được các câu hỏi. Các bạn không trả lời được các câu hỏi thì đồng nghĩa là các bạn chưa có sách. Có rất là nhiều bạn cứ nói là có hai quyển mà khi đưa link thì không chịu trả lời, thì nhân viên nó xem là đồng nghĩa là bạn chưa có sách nên nó không có cho các bạn vào. Chúng ta phải tuân thủ theo cái rule. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn comment, bạn nào lần đầu tiên xem livestream mình thì comment số 1 đi và các bạn chia sẻ về. Và bây giờ mình nói tiếp là cái cơ hội. Đúng, trong cuộc sống chúng ta phải tận dụng được những cái cơ hội của mình thì chúng ta mới phát triển được. Nếu cái cơ hội nó đến mà chúng ta không tận dụng được, chúng ta cho nó qua mắt đi, thì dĩ nhiên chúng ta phải dừng chân lại tại chỗ và chúng ta phải chờ những cơ hội khác tới và chúng ta lại đón nhận tiếp. Và nếu chúng ta không đón nhận tiếp thì cơ hội nó lại qua và thế là bạn cũng dừng chân tại chỗ. Cơ hội thì nó không có thiếu, cơ hội nó luôn xuất hiện với những người tư duy mở mang, sẵn sàng hành động, sẵn sàng tham gia, thì cái cơ hội đến với họ là liên tục. Có những người họ quá nhiều cơ hội, họ quá nhiều cơ hội đến nỗi mà họ phân tâm luôn, họ nhìn đâu họ cũng thấy cơ hội. Tuy nhiên nhóm người như vậy thì rất là ít. Hơn 80% những nhóm người còn lại là những người như thế nào họ không nhìn thấy cơ hội, họ không có đến một cơ hội để họ phát triển, để họ tiến thân. Mà dù sao đi nữa thì chúng ta chỉ có một lần chúng ta sống trên đời này thôi, thì chúng ta phải như thế nào bằng cách nào đó chúng ta phải phát triển tốt hơn mỗi ngày để chúng ta cho chất lượng cuộc sống của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Và đó là lý do mà chúng ta tận dụng từng những cái cơ hội. Mình đặt tên nó là cái cửa sổ cơ hội, thì nó như cái cửa sổ vậy đó, nó đến với chúng ta không tận dụng thì nó đóng lại và nó lại đầy mắt và chúng ta lại chờ cái cơ hội tiếp khác tiếp. Vậy thì cái điều gì nó cản trở, cái điều gì nó cản trở bạn đến những cái cơ hội đó, cái điều gì các bạn ơi? Thường thường đó chính là cái nỗi sợ của các bạn. Các bạn ghi vô đi. Chào bạn Ngô Thu Thủy. Thường thường đó là cái nỗi sợ của các bạn. Chính cái nỗi sợ của các bạn, sợ làm cái mới, sợ thử cái mới, sợ phải biết
là tiếp cận với một người mới, đánh giá mình thấp, cho rằng là mình không giỏi, nghĩ rằng là mình không đủ khả năng làm những việc đó. Đó là những cái mà nó làm cho bạn, nó làm cho bạn như thế nào ạ? Bạn bỏ đi những cái cơ hội, bạn suy nghĩ nhiều quá, bạn lo lắng nhiều quá, bạn lo âu nhiều quá, bạn sợ sệt nhiều quá, và nó làm cho bạn bỏ đi những cái cơ hội. Cơ hội nó nằm đằng sau những cái nỗi sợ, hay là mình hay nói một cách khác là phía sau nỗi sợ của các bạn nó cả một cái kho báu. Bạn vượt qua được cái nỗi sợ, bạn thắng được cái nỗi sợ, thì bạn sẽ có cái cơ hội nó vô cùng lớn, và bạn phát huy được cái tiềm năng con người của bạn nó vô cùng lớn. Là đằng sau nỗi sợ nó cả là một cái kho báu. Các bạn hãy đi qua phía đằng sau cái nỗi sợ của mình, hãy chạy thẳng vào cái nỗi sợ của mình. Cái gì mình e ngại, cái gì mình sợ, thì mình phải chọn mình làm cái việc đó. Các bạn cách đây hơn 20 năm trước, hơn 20 mấy năm trước, mình là một cậu bé mười mấy tuổi thôi, chưa bao giờ vào đất Sài Gòn này, chưa bao giờ biết đất Sài Gòn này, và mình rời cái quê của mình, mình vào đất Sài Gòn này. Lúc đó mình sợ không? Sợ chứ. Đâu có ai không có người thân nào ở trong này hết, không có bạn bè. Hồi đó kỹ năng không có, kiến thức không có, hoàn toàn không có một cái gì hết. Tuy nhiên, như thế nào mình vẫn đi và vẫn cứ làm. Hãy đi thẳng vào cái nỗi sợ thì bạn sẽ chiến thắng. Ngồi lo lắng, toan tính nhiều quá, bạn sẽ không có cái gì trong cuộc đời này hết. Và bạn nên nhớ rằng, chúng ta chỉ có duy nhất một lần trong đời để chúng ta sống thôi. Bạn nên nhớ như vậy, chúng ta chỉ duy nhất một lần trong đời thôi. Đi ra làm kinh doanh cũng vậy. Chúng ta hãy làm kinh doanh ngay khi chúng ta còn trẻ. Đừng cứ để về già rồi, đừng cứ để lớn tuổi rồi chúng ta mới hối hận, hối tiếc. Đừng cứ để lớn tuổi rồi mới lo đi làm kinh doanh. Đó là cái điều dở hơi nhất. Ngay khi chúng ta đang còn sức lực, chúng ta đang còn năng lượng mà chúng ta không làm được, đòi cứ vợ về làm đòi có con rồi mới làm đòi già rồi mới làm cái chuyện đó là chuyện không thể. Đang độc lập, đang hai bàn tay trắng mà còn không làm được thì làm sao mà làm. Các bạn nên nhớ như này. Đầy những cái người cứ nói rằng ra làm kinh doanh cần phải có tiền, có tiền mà làm kinh doanh được. Mình nói với các bạn, có tiền mà làm kinh doanh được, có tiền mới đi kiếm được tiền. Cái cách đó là cái cách không khôn ngoan, cái cách đó là cái cách hạ sách. Không có tiền mà kiếm được tiền, đó mới là con người tuyệt vời, đó mới là con người khôn ngoan, đó mới là con người biết làm kinh doanh. Bạn nên nhớ vậy. Và những người mà họ đang có tiền là họ đang nghĩ cách tiêu tiền, họ đang nghĩ cách xài tiền, chứ họ không có nghĩ cách kiếm tiền. Những người không có tiền, đó là cơ hội để bạn làm kinh doanh. Những người không có tiền là những người mới là khát khao nghĩ cách kiếm tiền. Bạn không có tiền, bạn mới có động lực để kiếm tiền. Nhưng mà bạn cứ nói rằng bạn chờ có tiền, cái đó là cái suy nghĩ có lẽ nó có gì đó sai sai, nó có gì đó nó không phù hợp. Vậy hồi nãy giờ những gì mình chia sẻ, các bạn có học được bài học gì không các bạn học được bài học gì thì các bạn comment xuống. Bạn nào lần đầu tiên xem livestream của mình thì các bạn cũng như thế nào các bạn cho con số 1 xuống để mình biết. Bạn nào rồi hồi nãy đang xem livestream mà đã đọc hai quyển sách của mình rồi thì các bạn cũng comment xuống để chúng ta cùng nhau biết đấy các bạn. Các bạn ít comment quá. Chào bạn Vũ Hoàng Tiến, ok. Chào bạn Gấu Con, các bạn ít comment quá. Để chúng ta cùng nhau năng lượng lên, để chúng ta nó vui các bạn ơi. Năng lượng lên để cho vui. Các bạn xem rồi mà các bạn không nói gì thì nó không có vui. Nó là mình hay trong các lớp học của mình, mình luôn thách thức các bạn, mình luôn thách thức các bạn trẻ, mình luôn thách thức các bạn trẻ nó như thế nào các bạn có dám ước mơ không? Em thấy không có tiền mà đăng ký thì cần một người thầy. Ok chưa? Cảm ơn bạn rất là nhiều. Em chờ hoài mà không có tiền thầy ơi. Chờ sao có tiền được? Làm quá trời kia nó còn không có tiền mà chờ sao có tiền được? Ok. Đó. Trong các lớp học mình luôn thách thức các bạn. Mình luôn thách thức các bạn. Các bạn có dám ước mơ không? Các bạn có dám khát khao không? Các bạn có dám ra làm chủ không?
các bạn có dám ra làm kinh doanh không? Các bạn có dám có thu nhập cao không? Các bạn có muốn thành đạt ngay khi, từ khi mình còn trẻ không? Mình luôn thách thức các bạn. Cuộc đời nó có ý nghĩa khi chúng ta dám thách thức chính mình. À, thách thức các bạn dám ước mơ, thách thức các bạn dám lao ra, thách thức các bạn dám làm, thách thức các bạn vượt qua khỏi cái giới hạn của mình đi. À, mình luôn thách thức các bạn trẻ nó như vậy. Các bạn đừng có an toàn quá, các bạn sẽ không được cái gì hết trong cuộc đời này. Chắc chắn rằng ra kinh doanh và khởi nghiệp nó không có chết đâu mà các bạn sợ. Các bạn đi băng qua đường á, các bạn nhớ nè, trước trung tâm của Bitcoin là cái đường Điện Biên Biên Phủ, các bạn biết không? Đi băng qua cái đường Điện Biên Phủ nó rất là nguy hiểm, rất là dễ chết người, rất là dễ gây tai nạn. Nhưng mà đây người họ đi băng qua rất là bình thường. Ra khởi nghiệp nó đâu có nguy hiểm như băng qua đường đâu. Có thất bại trong khởi nghiệp thì đứng lên làm lại, mất tiền thì làm lại, có cái gì đâu. Mà các bạn đi ra khởi nghiệp không có tiền thì làm gì mà mất tiền. Nhưng mà cứ ngồi sợ, không dám ước mơ. Thách thức các bạn dám ước mơ, thách thức các bạn dám khát khao, thách thức các bạn đòi hỏi chính cái cuộc sống của bạn nhiều hơn. Các bạn phải nhớ vậy thì các bạn mới dám làm, giao ra làm. Làm mấy cái đó nó đâu có liều lĩnh bằng cái việc mà các bạn đi băng qua đường đâu. Nhưng mà các bạn lại không làm. Các bạn xem đó là gì à? Xem đó là cái sự liều lĩnh. Cái suy nghĩ, cái tư duy nó rất là không phù hợp. Còn đi ra khởi nghiệp thì nó đâu có mà liều lĩnh đâu. Đó là sự trải nghiệm trong cuộc đời của mình mà. Nhưng mà các bạn lại không dám. Các bạn cứ ngồi bo bo đó, các bạn sợ. Sợ đủ thứ đó. Rồi mơ có tiền nhiều mà lại không dám làm. Và người nào mà dám thách thức thì cái cuộc đời của chúng ta mới đến được những cái vị trí nó cao hơn. Em thường xuyên theo đây trong của anh cảm thấy rất hay và cái đó có động lực. Cảm ơn bạn Vũ Hoàng Tiến nhiều. Một ngày nào bạn nên sắp xếp bạn vào Sài Gòn và chúng ta cùng nhau tham gia nhé, bạn Vũ Hoàng Tiến ơi. Bạn nào hồi nãy xem live stream giờ các bạn học được cái gì thì các bạn comment xuống. Chào bạn Hà Việt, cảm ơn bạn Hà Việt nhiều. Các bạn nên nhớ, người nào mà có nhiều trải nghiệm, nhiều người nào mà có nhiều va vấp, người nào mà sẵn sàng lăn xả, sẵn sàng dấn thân, thì người đó họ mới có cái cuộc sống tuyệt vời. Họ mới tạo ra cuộc sống họ nó ý nghĩa. Các bạn nên nhận ra điều này chưa? Và khi cái tư duy của bạn, bạn dám lăn xả, bạn dám làm, năng lực của con người bạn phát triển, thì các bạn biết cơ hội nó đến các bạn từng ngày luôn. Cơ hội nó đến các bạn từng ngày luôn. Chứ đừng có nói là chúng ta không có cơ hội. Vâng, bạn Vũ Hoàng Tiến, đi vào Sài Gòn như là một việc mà chúng ta đi chơi vậy đó. Bạn Tiến ok, bạn Thuận Phong, lao ra khởi nghiệp luôn. Thầy ơi, đúng rồi, ngồi tính toán sau đó làm cái gì, cứ chết đầu sợ. Đói thì cũng lắm mua mì tôm ăn. Nhưng mà đói, mình ra khởi nghiệp mà mình đói, thì nó cũng phản ảnh một điều rất là tuyệt vời, nghĩa là chúng ta đang bán hàng dở quá. Vậy thôi chứ có gì đâu mà phải ngồi lo lắng. Nó có cái gì mà ghê gớm lắm đâu. Ra khởi nghiệp chứ làm gì đâu mà, đâu phải như leo núi, leo lên đỉnh cao của tòa nhà nào đâu mà sợ. Vậy mà cứ ngồi lo lắng lắng cái gì á. Nó là mình nói các bạn là các bạn hãy thách thức chính cái con người của mình. Đúng rồi bạn Vũ Hoàng Tiến ơi, thành công không dành cho những người đang chờ đợi đâu. Và cái số mệnh các bạn, cái cuộc sống của các bạn sẽ định đoạt cái cách mà bạn đón nhận cái cơ hội đó. Cơ hội đến mà bạn không biết đón nhận nó, thì cái số phận bạn là cái số phận của những người xem thường cơ hội vũ trụ gửi đến cho mình. Thì nó như thế nào thì bạn sẽ không đạt được những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống này. Bạn sẽ trở thành một con người nó vô cùng nhỏ bé, nó nhỏ nhỏ bé đó nó mà bạn không thể tưởng tượng được luôn. Chào bạn Thâm Tăng, tuần này có cái lớp online, doanh nghiệp online á, em ráng sắp xếp thời gian vào tham gia nha. Thâm Tăng ơi, bay từ Đà Nẵng vô nha em, ráng cố gắng bay vào tham gia đi em. Em chịu khó thì em cũng
em thích kinh doanh, em đam mê kinh doanh, em chịu khó thì em cũng phải ráng cố gắng để mà em xây dựng cái nền tảng cho nó vững nha Thám Tân ơi. À, và cái cách các bạn, cái cách các bạn đối xử với những cái cơ hội như thế nào thì cái cuộc sống và cuộc đời của bạn nó sẽ nhận lại đúng như cái cuộc sống chúng ta nó như vậy. À, cơ hội đến mà các bạn bỏ qua, à, bản thân mình cũng vậy, hồi xưa mình không có biết đón nhận. À, à, thỉnh thoảng mình đi ra đường, hồi xưa đó thỉnh thoảng mình đi ra đường mình gặp một người thành công nào đó nhưng mà mình e ngại, mình không tới mình gặp họ, mình không tới mình nói chuyện với họ, mình không tới mình làm bạn với họ, mình không tới mình tương tác với họ, thì kết quả như thế nào ạ? Kết quả mình bỏ mất đi cơ hội xây dựng mối quan hệ với những con người tuyệt vời đó. Họ là con người tuyệt vời, à, rất hiếm để chúng ta gặp, mà khi gặp thì chúng ta ngồi một chỗ chúng ta ngại rằng là, à, nói rằng họ là người thành công hơn ta, à, họ tuyệt vời hơn ta, à, và chúng ta đánh giá thấp và chúng ta không chịu tới, à, chỉ có việc đứng ra đi tới gặp họ nói chuyện. Không có, có cái khóa học nào online cho các bạn. Bạn muốn học thì bạn đến lớp bạn học, học cái cách xây dựng doanh nghiệp. Dạ thầy ơi, em sẽ tham gia tầm sư học đạo. Ok, cảm ơn bạn Thám Tân nhiều. Nhớ bay từ Đà Nẵng vô nha em. À, bạn Thám Tân là cái người mà rất là nhiều khuyết các bạn từ Đà Nẵng mà bay vào Sài Gòn học những cái khóa học cũ của mình. Bạn là con gái nha, không phải là con trai đâu ạ. Ok, chào bạn Lộc Nguyễn. À, lúc này làm bao bì sao rồi em ơi? À, chào bạn Lê Thiên Phú. Ok, bạn Lê Thiên Phú, Thiên Phú Việt Nam, Thiên Phú công ty xây dựng Việt Nam, công ty Thiên Phú Việt Nam. Ok, tuyệt vời. À, nên là cái cách chúng ta đáp trả cơ hội là nó sẽ gì ạ? Nó sẽ mặc định cái cuộc đời của các bạn. À, trước khi mình chia sẻ phần 2 thì mình như thế nào ạ? À? Mình cũng dừng lại, mình giới thiệu cho mình một chút xíu, có một số bạn vào sau thì các bạn không có biết. À, các bạn cho mình một phút quảng cáo ha. Bạn nào vào sau chưa biết mình thì các bạn như thế nào, à, các bạn comment, à, xuống số 1 đi. Bạn nào biết mình rồi thì các bạn giới thiệu về các bạn. À, mình tên là Nguyễn Thái Duy ha. Hiện tại thì mình là người sở hữu vườn ươm doanh nhân Bidrini này. Mình có cái khóa học, à, rất là nổi tiếng, đó là khóa học làm chủ doanh nghiệp, cái cách đi lên từ tay trắng. À, và đây là cái địa chỉ. Ok chưa? Và đây là cái địa chỉ của trung tâm mình. Đây là địa chỉ của trung tâm mình, số điện thoại hotline đây. Và đây là ba cái quyển sách, à, mà mình là tác giả. Cái quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ Nam Xu. Cái quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, à, chia sẻ 101 bài học trong kinh doanh. Cái quyển thứ ba là quyển Beyond the Way. À, và ngay bây giờ đang xem livestream này đây, bạn nào mà sở hữu hai cái quyển sách trên khắp mọi miền đất nước của mình, mà các bạn sở hữu hai cái quyển sách của mình, à, thì các bạn, hai quyển sách của mình là 210.000 dành cho những người đam mê kinh doanh, khát khao ra kinh doanh, khát khao làm chủ, thì các bạn nên đọc hai cái quyển sách của mình. À, thì, à, sách sẽ gửi đến tận nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn chỉ cần để lại số điện thoại cho mình, các bạn cũng không cần phải chuyển tiền trước. Sách được chuyển về tới nhà rồi bạn mới đưa tiền cho cái người gì ạ? Cái người mà giao sách cho các bạn đó. Và, à, free ship cho các bạn, lúc này mà đang free ship, à, cái free ship về nhà các bạn 50.000 rồi đó nha. À, mình đang free ship cho các bạn á, lúc sau thì không free ship. Và trong giai đoạn này bạn nào sở hữu hai quyển sách thì các bạn được ép vào một cái group. Cái group này là group toàn là những người làm kinh doanh. À, và sở hữu hai quyển sách của mình. À, cả ngàn người trên khắp mọi miền đất nước này, chúng ta được ở trong cái group đó, chúng ta kết nối với nhau rồi mình sẽ trả lời cho bạn những câu hỏi kinh doanh nó sâu hơn. À, thứ năm tuần này thì mình có cái lớp, à, kinh doanh, à, chia sẻ miễn phí. À, và các bạn nào đó ở thành phố Hồ Chí Minh, ở các tỉnh lân cận thì các bạn dành thời gian về tham gia vào buổi tối thứ năm lúc 18 giờ cho tới 21 giờ đêm. Thứ bảy chủ nhật tuần sau thì mình có cái lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 146. Ok chưa? Bạn nào gần, à, ở gần, à, và ở các tỉnh thì các bạn tranh thủ các bạn về thành phố các bạn tham gia cái lớp làm chủ doanh nghiệp, hướng dẫn cho các bạn từng bước một để ra chúng ta làm chủ doanh nghiệp. À, và cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Khi các bạn đã nghe mình quảng cáo một chút xíu, ok, và bây giờ mình đi tiếp cái phần 2. Thì mình nói với các bạn rồi, cái cơ hội nó đến liên tục trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta là người phải biết nắm bắt nó, chứ không phải chúng ta ngồi đó chúng ta chờ. Và những người nào mà đầu óc không mở cái nỗi sợ nhiều quá thì nó sẽ chặn đi cái cơ hội của các bạn. Ok chưa? Và nó làm cho bạn người nhút nhát quá, cơ hội đến bạn bỏ bê cơ hội đi, bạn không có năng lực nhận cơ hội đó, và bạn đối xử nó như vậy thì cuộc đời của bạn nó cũng như thế nào ạ? Nó lên bờ xuống ruộng. Nhìn thấy cuộc đời của bạn, nhìn thấy cách sống của bạn là cơ hội nó không bao giờ nó đến. Cơ hội là gì? Cơ hội là vũ trụ gửi đến cho bạn. Và cái cách bạn không đón nhận cái cơ hội đó, cái cách bạn sợ, bạn rụt rè đó, thì vũ trụ họ lấy đi cái cơ hội. Và thế là cái cuộc đời của bạn nó lên bờ xuống ruộng. Tiếp tục, cái dạng người thứ hai cũng sẽ bị thất bại là cái dạng người gì ạ? Họ đang ở trên đỉnh thành công, trước đó họ biết đón nhận cơ hội, họ đang ở trên đỉnh thành công, họ rất là thành công. Và những người thành công đó họ tự mãn, ok chưa? Họ kiêu ngạo, họ cho rằng cái tôi của họ nó lớn. Bạn nhận ra điều này chưa? Thành công, khi bạn cho rằng bạn thành công và khi bạn cho rằng bạn đang ở trên đỉnh thành công, đó là mầm mống của cái sự thất bại bắt đầu. Bạn tự mãn, bạn cho rằng bạn biết rồi, bạn cho rằng bạn thông minh rồi, bạn không thèm học hỏi, bạn không thèm lắng nghe. Cái tôi bạn nó lớn một cục như vậy nè. Lúc đó bạn thương mến bản thân của mình hơn, bạn nuông chiều bản thân của mình, bạn ngưng đổi mới, bạn ngưng làm việc nhiệt huyết, bạn không chấp nhận rủi ro. Phần lớn là bạn ngủ quên trên chiến thắng. Thì những cái con người đó sau đó họ cũng lãnh những cái hậu quả rất là nặng nề. Mình thấy đây những cái câu chuyện nó như vậy, mình gặp rất là nhiều cái câu chuyện nó như vậy. Họ thất bại ngay trên đỉnh thành công. Nó là có hai dạng mà cơ hội nó sẽ đi. Cái dạng là luôn luôn để cái nỗi sợ nó sợ mình quá. Ok, cảm ơn bạn Thiện Chiến. Ngày mai sẽ gửi sách cho em. Tuyệt vời em. Em là người dám ra quyết định. Ok, rất là tuyệt vời. Cái người làm kinh doanh là phải dám ra quyết định, phải luôn luôn học hỏi. Tuyệt vời. Có những bạn xem live stream này hoài thôi, nhưng mà có bao giờ mua sách đọc đâu. Bởi vì sao? Họ luôn chờ đợi cái gì đó miễn phí. Bỏ tiền ra mua sách mà họ lại cũng ngại nữa. Thực sự là mình viết hai quyển sách, mình cũng chia sẻ cho các bạn. Các bạn nào mà đăng ký mua sách thì mình vui thôi, rồi được ép các bạn vào cái group nữa. Và còn trả lời những câu hỏi của các bạn nữa mà các bạn lại ngồi. Có nhiều bạn hỏi mình cứ đi vô group đi, rồi mình trả lời cho vậy mà cũng không có chịu. Thì biết sao giờ. Nghĩa là các bạn không có đón nhận cơ hội, không có chịu đón nhận cơ hội. Mình gặp rất là nhiều người họ thất bại ngay trên đỉnh thành công. Ok, bạn Ái Hoa, rất là tuyệt vời. Ngày mai sẽ gửi sách em đến tặng nhà em. Mình gặp rất là nhiều người bạn họ thất bại ngay trên đỉnh thành công. Có nhiều người nói rằng là tức là cái quán phở của họ bạn, lúc mà họ mở lúc đầu không có, tới lúc sau gì nó quá đông, và thế là họ phục vụ nó không có đến nơi, họ làm ẩu hơn, họ làm dơ hơn. 5 năm trước cái quán của họ mới mở đẹp, còn 5 năm sau quán họ nó dơ, nó xấu ra. Quang cũng có hai cuốn sách. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì nói như thế nào ạ? Thầy tuyệt vời quá, trong 2 ngày lớp làm chủ nghiệp. Ok, cảm ơn bạn Richard Nguyễn, cảm ơn em rất là nhiều. Cái quan trọng là em phải làm được á, bạn Richard Nguyễn. Vậy thì nói như thế nào ạ? Ok chưa? Và như thế nào ạ? Họ ngay ở trên đỉnh thành công mà. Thế là bắt đầu là phục vụ kém ra, ăn nói cũng kém ra, ít nhiệt tình với khách hàng ra, và thế là khách nó đời lặng.
Mình hay mua quần tây và áo sơ mi ở một cái thương hiệu. Mình mua cả 20 năm nay rồi. Từ lúc mình vào Sài Gòn, mình mua ở cái thương hiệu đó. Và hơn 20 năm nay nữa rồi. Năm nào mình cũng tới đó mình mua quần tây và áo sơ mi, thậm chí thỉnh thoảng mình mua mua vest. Mình mua ba bốn cái áo vest gì ở chỗ đó rồi. Thế mà chưa bao giờ họ biết mình là ai. Chưa bao giờ họ hỏi mình một cái tên là gì. Mình thích thì mình đến, mình không thích thì thôi. Họ cũng chả bao giờ họ biết mình. Mà hơn 20 năm nay rồi. Bạn hình dung chưa? Và đúng, gần 2 năm nay mình ít tới họ hơn. Cũng có dịp mình tới, bởi vì mình có cái chỗ khác nó phục vụ mình tốt hơn. Mình thích tới cái chỗ kia hơn. Nhưng mình cũng tới chỗ này. Và mình thấy rõ ràng là họ kinh doanh, họ càng ngày họ lại càng đi xuống. Chào bạn Trương. Chào bạn Trương. Ocautic. Ok chưa? Em cho mình cái số điện thoại nhé. Thì nó như thế nào các bạn biết không? Nó như thế nào à? Nó gần đây thì thương hiệu nó đi xuống thiệt. Nó đi xuống thiệt. Khách nó ít ra và mình thấy càng ngày họ càng thu hẹp lại. Thì mình không biết là họ đang thất bại ngay trên đỉnh thành công hay là họ đã quá thành công rồi và họ không thèm kinh doanh nữa. Em đã có sách rồi mà em chưa gửi sang. Ok, rất là tuyệt vời, em cho ngay gửi sang thôi. Vậy em cam kết thầy sau 2 năm em sẽ thay đổi như thầy đã chia sẻ thay đổi. Ok, tuyệt vời. Cam kết như vậy là tuyệt vời em. Các bạn hình dung chưa? Nghĩa là cơ hội nó đến dư ta là liên tục liên tục liên tục. Hòa ơi, anh cũng có 2 quyển sách. Ok, cảm ơn bạn. Và thế là như thế nào ạ? Và chúng ta phải biết tận dụng nó, chúng ta phải biết đối xử nó. Nó sẽ không đến với chúng ta hoài đâu. Và tuổi trẻ, khi các bạn còn trẻ, các bạn phải đón nhận những cơ hội này. Để gì ạ? Thứ nhất, bạn thành công trong cuộc sống của bạn. Thứ hai, cái sự thành công của bạn nó giúp đỡ cho gia đình nhỏ của bạn thành công. Và thứ ba, nó giúp đỡ cho gia đình lớn của bạn thành công. Và cái thứ tư, bạn giúp cho những cái người bạn xung quanh mình thành công. Và cái thứ năm, bạn giúp được cho xã hội càng ngày càng tốt hơn. Bạn giúp cho đất nước của chúng ta càng ngày càng tốt hơn. Đó là cái điều rất là tuyệt vời. Và mình rất là vui hôm nay mình chia sẻ cho các bạn những cái suy nghĩ, những cái góc nhìn về cơ hội trong cuộc sống. Và rất là vui chia sẻ bạn đến cái điều này. Thì trong tuần này thì mình có cái lớp học kinh doanh miễn phí vào tối thứ năm. Các bạn nào ở Sài Gòn và ở các tỉnh lân cận đi về Sài Gòn, chúng ta học lúc 17 giờ, lúc 18 giờ đến 21 giờ. Thứ bảy chủ nhật tuần này thì mình có chia sẻ các bạn 2 ngày về cái lớp xây dựng doanh nghiệp online. Cái lớp này là dành cho các bạn học chuyên sâu. Thứ bảy chủ nhật tuần sau thì mình có lớp làm chủ doanh nghiệp. Cái lớp này là lớp rất là nổi tiếng của mình. Khóa 146. Bạn nào tham gia được thì chúng ta cùng nhau tham gia. Và bạn nào mà ở các tỉnh hoặc là ở đang xem livestream này, các bạn chưa có 2 quyển sách của mình, thì các bạn có thể inbox số điện thoại để sách giao đến cái nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. 2 quyển sách tiếng Việt này là 210.000, free ship cho các bạn luôn. Và các bạn nào có được 2 quyển sách thì các bạn như thế nào à? Các bạn được tham gia vào một cái group này là toàn những người làm kinh doanh. Các bạn sẽ được kết nối tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước này. Và đây là một điều rất là tuyệt vời. Chương trình livestream tối hôm nay mình dừng ở đây để chúng ta cùng nhau xem đá banh nữa, đúng không? Và tối mai mình sẽ gặp lại các bạn tiếp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn buổi tối ngủ rất ngon.